Tần số tình yêu. Chương trình phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Hôm nay hai bạn nữ đẹp như hai cái tên luôn, Ngọc Hân, Trà My. Xin mời. Chào hai em, xin giới thiệu về mình ạ. Dạ em chào chị Việt Hương, chào anh Trương Thế Vinh và chào tất cả mọi người. Em tên là Trà My, năm nay em 20 tuổi, em là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng cũng đến ngày bản thân trở nên bình tĩnh, giống như một người ngoài cuộc, nhìn lại câu chuyện xưa cũ rồi mỉm cười bước qua. Thì ra đơn phương cũng tốt, không chờ đợi, chẳng có mộng tưởng, cũng nào biết đến cảm giác bị buông tay. Nhưng rồi thanh xuân này cũng đến lúc cần cảm giác được ai đó nhấc bổng lên, tay nắm chặt qua nhiều bình minh. Dạ sở thích của em là đàn với lại hát. Em đàn gì? Dạ em đàn piano ạ. Piano. Rồi còn Ngọc Hân. Dạ em chào anh Trương Thế Vinh và chị Việt Hương. Em tên là Ngọc Hân, năm nay em 20 tuổi. Em đang là, hiện tại em đang làm model. Ngày hai đứa chia tay, cậu gửi lại một câu thế này: hãy cứ là chính mình, rồi Hân sẽ gặp được một người đủ để khiến tất cả những năm tháng chờ đợi của Hân trở nên đáng giá. Tớ vẫn là chính mình, vẫn bình an chờ đợi. Chỉ là không biết chàng trai ấy có xuất hiện tại tần số tình yêu hôm nay để cùng tớ viết tiếp thanh xuân này hay không thôi. Hơi rung ha, rung là có hai lý do. Một là đứng ghế, anh Vinh trai quá, rung. Hai là dưới đây ngoài bốn chàng trai tham gia ngày hôm nay, chúng tôi còn có thêm 36 bạn ngồi dưới, cũng trai tân gái lịch đang ăn không ở rỗi. Dạ, nếu mà các bạn không rung được tần số với bốn anh chàng này, tụi chị còn có 36 bạn ở đây. Đặc biệt, cái dàn quay phim ở đây có vợ là không cho quay ha, cho nên quay phim và tổ sản xuất cũng đang ở không luôn. Ha, vậy là vui rồi đúng không? Dạ. Ha, bớt rung rồi đúng không? Mời hai em về chỗ chung với anh chị. Xin mời. Và vòng này sẽ là vòng 1 đi tìm tần số. Xin mời bốn chàng trai. Thấy cái dáng ngồi thôi là thấy cao ráo đẹp trai phong độ rồi ha. Mời anh chàng số 1. Xin chào mọi người ạ. Mình là Mai Văn Cường, năm nay mình 20 tuổi. Hiện tại mình đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình là nhạc sĩ. Đa số những ca khúc mình viết đều mang âm sắc buồn. Mình đến với chương trình để tìm lại một bạn nữ để có thể làm mới những ca khúc của mình hơn, mang màu sắc tươi mới hơn ạ. Nói nghe nè, nhạc sĩ mà sao chạy tambo dữ vậy trời. Mà nhạc buồn hả em? Dạ. Em hát thử một đoạn nào sáng tác của em, một câu cho anh nghe thử được không? Dạ rồi ạ. Dù là nắng hay mưa thì anh cũng chẳng thể đến bên em dù chưa. Anh vẫn thế vẫn hát, vẫn viết cho em tình ca. Đó rồi. Có gì lát nữa chúng ta liên lạc với nhau riêng nha em. Anh cũng đang cần tìm nhạc sĩ lắm đây. Dạ. Cái số này thì anh Vinh cũng đi tìm tụi em luôn đó. Và chắc tìm được số 1 rồi hả Vinh ha? Dạ số 1 tìm nhạc sĩ. Tìm người sáng tác. Mời bạn số 2. Xin chào mọi người, mình là Hải Ninh. Năm nay mình 22 tuổi và hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Ngoài ra mình có đam mê nghệ thuật cho nên mình có đi diễn viên và đóng quảng cáo. Sở thích của mình là xem phim, nghe nhạc và đá banh. Hiện tại thì mình hay đi xem phim một mình. Kết thúc chương trình này mình mong có thể tìm được một bạn nữ đi xem phim cùng mình. Rụt rè, dễ thương. Xin mời bạn số 3. Xin chào ông nội Việt Hương. Xin chào ông nội Việt Hương. Dạ, xin chào anh Vinh. Dạ, em tên là Nhật Minh, 23 tuổi. Hiện đang là diễn viên sân khấu kịch. Hai bạn nữ ơi, hai bạn cho anh hỏi một câu được không? Dạ được ạ. Hai em có ai thích chó không? Dạ có. Dạ không anh ơi, em thích mèo. Dạ mèo hả? Mèo mèo mèo, anh là mèo của em nè em ơi. Mèo mèo mèo, anh là mèo của em nè em ơi. Dạ
giải thích chút xíu. Chắc anh chàng này bên diễn viên kịch cho nên là cũng yêu mến Việt Hương, đã xem một cái series trong đó Việt Hương đóng vai ông nội của sân khấu chị Hồng Vân. Cho nên khi chào ông nội Việt Hương thì xin cảm ơn em đã theo dõi cái series của chị nha. Và em đang hoạt động cho sân khấu nào? Dạ sân khấu kịch Hồng Vân luôn ạ. Dạ bởi vậy cho nên là sân khấu của cô Hồng Vân cho nên là biết cái vai diễn của chị ha. Dạ. Và cái series sau thì chị sẽ mời thêm anh Trương Thế Vinh, chị sẽ đặt ảnh một cái tên gì đặc biệt để cho em nhớ. Tại Vinh thì đẹp trai quá, chị sợ đặt vô cái series của chị lấn lướt chị đi. Sao em? Dạ vậy series sau em có được vô nữa không chị? Em có lọt chọt vô không? Ủa vậy hả? Em dạ. Có đóng cái trong series đó hả? Dạ có luôn. Rồi dạ hy vọng là lát nữa nhìn mặt em thấy quen quen á. Dạ. Dạ rồi mời bạn số 4. Chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Đức Trí và hiện tại mình 22 tuổi và mình đang hoạt động trong một bên nhạc với vị trí là vocalist, và sở thích của mình là chơi game, xem phim và đi du lịch khắp nơi. Quan điểm của mình trong tất cả các mối quan hệ là phải tin tưởng nhau và trân trọng nhau. Hay thường biểu diễn ở đâu bạn? Dạ tụi em thường chạy các sự kiện diễn ra trong thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Đối với chị thì đây cái giọng số 4 thì rất là tình cảm. Còn không biết Trà My với lại Ngọc Hân hai em ấn tượng với ai nè? Trà My trước đi. Dạ em ấn tượng với anh số 4. Số 4 ha, cái giọng nói ấm áp ha. Bạn Ngọc Hân. Dạ em ấn tượng với lại anh số 3. Tại vì lanh lẹ. Dạ mà, diễn viên kịch là lanh dữ lắm nha. Nói chung là báo với bốn em ở chổng, hai đứa em gái ngoài đây rất xinh đẹp, dễ thương, điềm đạm. Ngọc Hân là đúng là có gương mặt mẫu ảnh nha em, rất là xinh. Còn bé ngồi kế bên chị là diễn viên thì chị nghĩ chắc chọn đúng nghề rồi. Nhìn mặt rất là thông minh và xinh gái. Bốn em ở trong đó phải có nhiệm vụ làm bằng cách nào mà phải bung xỏa như là anh chàng số 3. Chứ anh chàng số 1 với anh chàng số 2 là hơi hiền nha. Bây giờ cho chị xem cái ốp lưng điện thoại coi nè. Vinh thấy sao em? Em không thấy gì luôn chị. Thấy cá tính, con trai thì nó không như gái tụi chị. Đúng rồi. Mở lên cái con chó mèo rồi có nhiều cái hình mà ngộ nghĩnh dễ thương đúng không? Cho em hỏi ở đây là tại sao các anh không sợ ấp lưng ạ? Có một anh để móng tay dài quá kìa. Có đàn guitar không em? Dạ, em có đàn guitar. À thì thông cảm được nha. Chứ và lý do mà anh không sợ ấp lưng là anh thích cái cảm giác khi mà cầm vào điện thoại nó lạnh lạnh tay hơn cho nên anh không sợ ấp lưng. Thôi thì giờ bốn cái ấp lưng nó cũng bình thường quá phải không My? Vậy thì bây giờ mình coi màn hình đi. Cho xem bốn cái màn hình khóa nè. Cũng đơn giản. Ê, đặc biệt có anh chàng số 1 cưng nha. Có để hình một cái con cún đi. Đây là Husky hả bạn? Đây là Alaska. Alaska của bạn hay là của ai? Alaska của em ạ. My ơi, Hân ơi, em có thấy màn hình nào đặc biệt không? Em thấy màn hình của anh số 2 với anh số 4 là không có để gì hết. Không để gì hết là đặc biệt với em? Dạ em thấy lạ. Thấy lạ sao vậy? Dạ tại bình thường là em thấy mọi người thường hay để hình của mình hoặc là để hình một cái phong cảnh gì đó. Nhưng mà anh này lại không có để. Hỏi đi, hỏi anh ơi, sao vậy đi? Em hỏi anh số 4 trước, anh ơi, tại sao anh không có để màn hình điện thoại à? Thì mình mở điện thoại lên thì anh sẽ vào ngay một app nào đó cho nên anh không quan trọng cái việc mà anh để hình nền là cái gì. Nếu bắt đầu từ ngày hôm nay anh để hình Trà My hoặc Ngọc Hân lên đó, anh có đồng ý không? Vậy phải để cho anh xem mặt cả hai em trước cái đã. Trời ok, ơi. Rất cẩn thận. Không, đúng rồi, anh này anh chân thật nè. Chứ còn... Thế là đẹp mới để hả em? Dạ đúng rồi chị ơi. Chút nữa chị gửi em tấm hình. Chút nữa chị gửi em tấm hình. Coi có để không? Vậy cái màn hình số 2 tại sao em không để cái gì vậy? Dạ bởi vì em là con người khá đơn giản á. Em xài điện thoại em không bao giờ xài ốp lưng với cả để màn hình bây giờ. Đơn vậy giản bây giờ bốn cái ốp lưng là không có, bốn cái màn hình cũng là đơn giản luôn. Vậy thì bây giờ mình xem luôn phía trong được không ạ? Em thích xem ai Trà My? Anh số 1 ạ. Số 1, mời bạn số 1. Ai? 19 tháng 6 lại. Ly cà phê và một cô gái. Dạ thực ra đây là một người yêu cũ mà em bây giờ vẫn còn rất là ấn tượng với bạn này. Nhưng mà thực ra thì thời gian thưa dần cũng đã quên dần nhau chị. Quên rồi sao không xóa hình đi, kiếm người yêu mới để người yêu cũ làm chi? Dạ tại vì đó cũng là một lý do để em đến với chương trình này ạ. Để em một chút nữa em kể lại em à. Chị Hương biết sao không, nhạc sĩ mà xóa hình đó là khó viết lắm. Xóa hình là khó viết. Bây giờ đang viết nhạc buồn. Nhiều khi nhìn cái hình vậy đó là nó tuôn trào ra liền à. Đúng rồi. Cái đó là không, không cảm xúc á. Hai bạn nghĩ sao về việc mà khi mà đã chia tay rồi mà mình vẫn còn giữ hình của người yêu cũ à? Thì cha mới trả lời trước đi. Dạ cái đó giống như kiểu là mình tôn trọng người đó, mình coi đó như là một kỷ niệm đẹp thì mình giữ thôi, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Ví dụ đi chơi với em lâu lâu mở hình người yêu cũ ra giờ một cái được không? Cái đó là không được chị. Nếu mà giữ thì giữ điện thoại vậy thôi, như kiểu kỷ niệm vậy thôi. Lâu lâu ví dụ mình nhớ hay là gì thì mình mở ra mình coi thôi chứ. Nếu như mà mình cảm nhận đó là một cái kỷ niệm thì được. Còn nếu như mà lưu giữ với một cái vị trí khá quan trọng và cứ xem hoài là không được. Dạ đúng rồi dạ. Ok hiểu rồi. Rồi còn Ngọc Hân? Theo em thì em không có thích bạn trai em để hình người yêu cũ trong điện thoại. Tại vì em cảm thấy em không có được tôn trọng. Ngọc Hân này giống tôi. Em là dẹp.
không có yêu cũ gì hết trơn á. Và lý do tại sao em lại hỏi câu này chắc là phải có lý do. Thực ra thì em thấy cái việc mà để hình người yêu trên điện thoại cũ, trên điện thoại thì em thấy cái vấn đề đối với em thì rất là bình thường. Em muốn tìm một bạn nữ có thể thay em xóa những cái bức hình này ạ. Chân thật, tình cảm. Đưa tôi là tôi xóa sạch. Em muốn hỏi là hai bạn nữ, hai bạn có thích chó không ạ? Dạ, em thích chó. Mà có thích nuôi không hay thích chơi thôi? Dạ có. Chà mới thích nuôi loại chó nào ạ? Chó Alaska. Thì trong tương lai mình tính là mình sẽ nhận một bé về nuôi, nhưng mà mình cũng không có thời gian nhiều để nuôi á. Thì không biết là bạn có thể giúp mình nuôi không? À, nếu mà được thì mình có thể nuôi giùm. Rồi lướt một cái hình nào. Ủa trên cùng là em á hả? Dạ trên cùng là một người anh của em. Hôm qua em có làm một một show với anh này. Thì anh này là một trong những guitar rất là quen thuộc với em ạ. Rồi cho hình khác. Chà hình người yêu cũ có bộ nhiều ha. Dạ. Quyên một tập luôn. Em cũng có nuôi một bé mèo. Nhưng mà bé mèo thì em lại tặng lại cho một người chị rồi ạ. Em bớt nuôi đồ lại xong rồi tặng gửi lại em ơi. Rồi có hình nào mà em cảm thấy muốn chia sẻ với mọi người không? Ví dụ như hình đi chơi, hình bạn bè. Dạ, một trong những cái hình mà em rất thích là một cái tấm như thế này. Thì em đã viết xong một bài nhạc và em cảm thấy rất hứng thú với bài nhạc này. Và được bên nhạc của em hỗ trợ để làm xong một cái bản phối rất là hay. Em bài có thể zoom lên cho anh coi một trang được không? Dạ, chị em không được đẹp cho lắm anh nha. Không sao, đúng rồi. Chà, nhìn nét chữ là thấy con người nha. Nét chữ xấu là người không đẹp hả? Đó, không phải là đẹp không đẹp mà ví dụ như là người từ tốn hay là nhanh nhẩu hay gì đó. Chị lát chị phải viết cho em bức thư mới được. Chữ chị xấu dữ lắm, thiệt luôn. Rồi bây giờ cho chị hỏi bạn số 2 nè. Cho chị coi cái màn hình điện thoại và lướt qua cho chị. Chà anh này đặt nhạc luôn. Em cũng có đá banh hả em? Dạ cũng có, em thích đá banh ạ. Nhà có đông người không em? Anh em đông không? Nhà em có hai anh em ạ. Trên em là anh trai ạ. Quê em ở đâu? Quê em ở ngoài Phú Thọ. Rồi lấy vợ về là vợ phải ra Phú Thọ làm dâu không hay là? Không ạ, hiện tại em đang muốn sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cho anh hỏi là nhà em có mấy anh chị em? Hỏi ai? Hỏi My hay Ngọc Hân? Ngọc Hân ạ. Em là con một ạ. Gái một ạ. Vậy chào My. Dạ em nhà có hai chị em ạ. Em với một đứa em trai nữa. Em có thể xem trong album ảnh của anh được không ạ? Album ảnh anh rất là ít, tại vì anh cũng không chụp hình nhiều đâu. Thì tấm hình này là cái tấm hình em chia sẻ là cái thời điểm đó là em lần đầu tiên em đi du lịch cùng bạn gái em. Bao lâu rồi em? Hơn một năm rồi ạ. Hơn một năm rồi đấy, ở Hội An nhỉ? Dạ đúng rồi. Điều gì khiến em muốn chia sẻ với hình này với mọi người? Em muốn hỏi là hai bạn nữ có thích đi du lịch không? Muốn đi ở đâu nhất? À hay quá. Em thì khắp nơi. Dạ vòng quanh thế giới luôn. Vòng quanh thế giới chứ không phải khắp nơi nha. Ngọc Hân. Dạ em cũng rất là thích đi du lịch. Em cũng đang muốn đi Hội An. Nhưng mà nếu như mà quay lại Hội An, cái chỗ mà có kỷ niệm của anh với lại người yêu cũ anh ở đó, thì anh có thấy ngại không ạ? Anh không thấy ngại đâu, tại vì đó cũng là kỷ niệm, cũng là quá khứ rồi. Bây giờ mình phải bắt đầu cái mới mà. Được, đồng ý. Vậy Hân hay tâm sự với ai trong gia đình nhiều? Hân hay tâm sự với lại bà nội. Bà nội năm nay nhiêu tuổi Hân? Dạ bà nội em năm nay 78. Tại sao hai cái lứa tuổi xa như vậy mà? Em tính hỏi vậy. Hỏi giùm em ha. Dạ. Tại sao hai cái lứa tuổi 78 với 20 mà lại tâm sự với nhau được? Ba mẹ em ít khi ở nhà, cho nên là em ở nhà với bà nội từ nhỏ. Bà nội em cũng rất là xì tin, rất là hiểu tâm lý của tuổi trẻ. Bà nội em lúc nào cũng là người ủng hộ em hết. Bà nội tên gì? Bà Tư. Bà nội Tư ơi, bà nội xì tin là con chịu nha. Còn My, em có bà nội hay là ông nội không? Dạ em chỉ có bà thôi ạ. Bà ngoại? Bà nội, bà ngoại. Bà có là cái người gần em không? Hay là dạ ba không mẹ? Mà hai bà đều ở ngoài Bắc hả? Rồi bây giờ qua anh chàng số 3 đi. Chàng số 3 ơi. Rồi cảm ơn em. Cho chị xem màn hình của em. Cũng không có chơi game nhiều. Cho anh xem phần hình ảnh đi em. Đừng thấy mặt em nha. Toàn là à thấy cái poster kìa, cho chị coi poster phim gì đó. Dạ đây là poster của bên sân khấu kịch Vũ Nhận mà bọn em diễn là Ám Ảnh Kinh Hoàng. Ám Ảnh Kinh Hoàng. Dạ với là Ngôi Nhà Hoàng. Cho em hỏi là Hân ơi. Dạ. Dạ em có thích xem kịch không? Dạ em cũng thích à. Kinh dị em thích xem không em? Dạ không em sợ lắm. Sợ thì có vai anh nè, có gì thì em tự vào nha. Có vai anh nè, có gì thì em tự vào nha. Khi anh gọi tên em. Có nghe em nói là em cũng có bà nội đúng không? Dạ. Bà nội em thích ăn gì? Bà nội em thích ăn bánh bông lan. Rồi anh làm bánh bông lan cho bà nội luôn nha. Em biết làm luôn hả? Dạ em thích nấu ăn lắm chị. Em thích nhất là gà kho chả. Mỗi lần đi diễn về á là buồn buồn ở nhà mình là ra chợ mua về nấu ăn cơm để mà ăn triền miên đại hải luôn. Ủa em hình bên này hình ai vậy em? Hình chị hả? Dạ đây nè. Dạ ông nội, mọi người ơi ông nội đó.
Tại sao em chụp hình chị? Dạ cái này là behind the scene của chị tập 1 à. Thì có em lọt trọt ở đằng sau em quay qua quay lại nè. Thì em thấy dễ cưng quá xong rồi chụp luôn. Có cái tấm này là hai chị em dễ thương. Trời vậy là anh chàng này đã đi nhiều lắm rồi nè. Kéo xuống nữa. Dạ. Hai bạn nữ có ai đã từng yêu đơn phương chưa? Em Hân, chưa ạ. Em chưa ạ. My nói là rồi, Hân nói là chưa. Cảm giác yêu đơn phương nó như thế nào em? Dạ nó buồn lắm ạ. Buồn lắm phải không? Anh cũng thấy bắt đầu buồn theo giọng nói của em rồi á. Vậy em đã từng yêu đơn phương ai rồi? Dạ thực ra thì trước đây cũng có trong sân khấu. Gọi là tuổi thì nhỏ hơn em nhưng mà vô nghề sớm hơn nên gọi là đàn chị. Nhưng mà khi mà em nói ra thì gọi là anh chị em trong nghề thôi. Nên là bạn bè là tốt nhất. Em phải mạnh dạn lên chứ. Tỏ lời với người ta nhưng mà người ta từ chối. Ta nói là muốn làm anh em trong nghề thôi. Dạ em thì em thuộc theo cái dạng là rất là thẳng thắn và thoải mái. Với lại em suy nghĩ là thà yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu. Tại người mình yêu người ta không yêu mình cái cũng đau khổ thôi à. Nhà em đông anh em không? Dạ có hai chị em. Chị nhiêu tuổi có chồng chưa? Dạ chị lớn hơn em 2 tuổi đang làm nha khoa chưa có bạn trai. Mời lên đây luôn đi em. Tại bữa nào đó em đứng tính bữa nào dắt lên đây luôn. Rồi mời bạn số 4. Em lướt cái điện thoại tí cho các bạn ở dưới đây hơn đồ gì thấy đi. Đẹp quá vậy. Đi đâu vậy em? Cái này là ở Marina Bay á chị, khá là đẹp. Marina Bay rồi chắc không phải Việt Nam rồi. Dạ đúng rồi, ở đây ở Singapore. Tóc của em á hả? Dạ tóc của em nhưng mà tóc này là tóc hồi 3 năm trước rồi chị. Đây là bạn của em à? Bạn nữ đoán thử trong hình này anh là người ngồi ở vị trí nào nè? Chị nghĩ là anh là cái người đưa số 3 đó. Số 3 là người ở giữa hả chị? Dạ. Em đeo mắt kính em không thấy được. À em đeo mắt kính hả? Đeo đi. Rồi để cho bạn đó coi là ai. Bạn Trà My sẽ đoán là anh phóng to là xíu được không anh? Em muốn anh phóng to người nào nè? Từng người luôn. Anh. Em nghĩ chắc là cái anh cao nhất, ngồi cao nhất. Rồi còn Ngọc Hân? Em nghĩ là anh đeo mắt kiến. Anh đeo mắt kiến. Cả hai em đều sai nha. Chắc chị Hương đúng rồi. Đừng nói nha, hình này bịt mặt kìa. Ai đó? Đây cũng là em luôn á chị. Cái này hình này thì là về 2 tháng trước. Hiện tại tóc em cũng không còn là màu đen nữa. Cho anh hỏi hai em có thích mấy chàng trai mà nhuộm tóc sáng màu không? My thích không? Em cũng không biết nữa. Tại trước giờ em chưa bao giờ em thấy con trai nhuộm tóc sáng màu hết đó. Rồi còn Hân? Em thì em không có thích con trai ăn mặc lè loẹt tóc tai màu sắc. Em thích một người điềm đạm hơn thôi. Nhưng mà với một người đặc thù công việc lại đi diễn như anh thì nếu mà anh tóc anh cứ khoảng tầm 2-3 tháng lại đổi màu một lần, vậy thì đối với em điều đó có ổn không? Vì lý do công việc thì lý do em chấp nhận được ạ. Cho anh hỏi Trà My là mẫu người lý tưởng của em thích là như thế nào ạ? Dạ em thích con trai trưởng thành, chân thành với lại lạnh lùng. Anh cũng không nghĩ là anh lạnh có đủ lạnh lùng đối với em hay không, nhưng mà anh cũng cảm ơn câu trả lời của em. Dạ. Anh có nghe nói là Trà My đang học ở Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Trà My có thể cho anh nghe em hát một đoạn được không? Dạ được ạ. Mà anh muốn nghe bài vui hay bài buồn? Cho anh nghe bài vui đi. Em không có biết nhiều bài vui. Chị hỏi chi chị ba? Trời ơi tôi mệt nhất là ca sĩ á. Ca sĩ muốn hát hát đi. Bị đặt hỏi muốn nghe hát nữa không? Người dư khán giả là không? Vậy thôi hát cho bên này. Bài vui bài buồn. Hát bài vui đi. Dạ em có bài vui. Nè bớt hỏi là mấy cái câu hỏi nó ngon. Lỡ không quá đi nè. Bây giờ thích bài vui hay bài buồn? Em có bài gì? Dạ em sẽ hát bài Tình yêu màu nắng. Tình yêu màu nắng em có muốn anh rap vào cái đoạn đó luôn không? Có luôn. Ok. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đã hoa đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại sáng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa. 1, 2 và bao nhiêu đêm dài, đêm trôi hoài. Đã bao nhiêu buổi trăng ngập không thấy bóng dáng ai bên cạnh. Đêm mệt thêm lạnh, mưa lật vòng ta ấm mưa rơi lạnh cảm thấy ngắm vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời, mong cho đêm nay không lạnh. Chiều giấc ngủ ta an lành và bình yên nắng ăn dịu dàng khát mang em đến bên anh. Yeah, bầu trời xanh đặc biệt này nắng mây đó đây tự nhiên đưa mình gần nhau thêm. Xóa tan mọi cầu cản để anh không phải đau thêm. Em là người khiến tim thêm những vết đen và tình yêu này anh dành cho nắng. Và anh sẽ mãi là mây trắng để cho con gió không có đi mất. Chỉ vì anh không thể cất mà người thương vào cái lúc nào giờ anh đánh mất. Dễ thương quá à. Sau khi nói chuyện là tâm sự là xem màn hình nè, hai em suy nghĩ lại ha, coi nãy giờ mình ấn tượng với anh chàng số mấy. Mời quý vị nghỉ giây lao trong vòng ít phút.
chào đón quý vị trở lại với Tần Số Tình Yêu. Và sau khi giải lao, hai đứa em đã suy nghĩ chín chắn và ấn tượng với hai anh chàng. Ai là ấn tượng nhất với lại Trà My? Dạ, em ấn tượng với anh số 4 à. Mời anh số 4. Ngọc Hân ơi, ấn tượng với bạn số mấy? Em ấn tượng với lại bạn số 2 ạ. Số 2. Mời giữ lại số 2. Và anh Vinh ấn tượng với bạn số mấy? Em là số 1 rồi. Số 1 là tại vì là tới với nhau ngay từ giây phút đầu, là sáng tác nhạc Mời Đèn của số 1. Vậy chúng ta gặp gỡ anh chàng số 3. Mời bạn số 3 bước ra sân khấu. Trời ơi, về mắt ta cái coi. Đúng là anh chàng này có đi diễn rất là nhiều. Bước qua mối tình đơn phương, anh nhận ra rằng cảm giác lưng chừng vốn dĩ chẳng hề dễ chịu. Lưng chừng của sự chờ đợi, lưng chừng của những hy vọng, lưng chừng ở tần số chung của hai đứa. Nên hạnh phúc cũng theo đó mà tắt đường, rồi bất chợt rẽ hướng. Em cũng trở thành em của lưng chừng luôn. Nay Bảo Dạng tới đây kiếm người yêu, không may mắn là không chung tần số với hai bạn vừa rồi. Với lại có thể là do là mình là diễn viên cho nên mình không có rung á, mình tự tin, trong khi tánh hai bạn này thì lại quá trầm. Em ấn tượng với bạn nào khi bước ra đây? Thì em cảm thấy là Hân thì có một chút gió nó phù hợp hơn là My. Nhưng mà đâu là My, đâu là Hân? Dạ, bạn Hân bên phía ngoài. Đây, bạn Hân đây và bạn My đây. Dạ. Ừ, về đúng rồi em. Nhưng nó giỡn thôi. Thái vàng hai bên chị không? Đó, trai xinh cái đẹp đó. Gái cũng đẹp quá trời luôn. Ê, trơn trọi ngồi dưới á. Lát nghỉ giấy lau cho anh xin số nha. Đúng rồi, đứng ngoài bãi giữ xe đợi sẵn. Cảm thấy chung tần số thì cho Nhật Minh số điện thoại để liên lạc làm bạn với nhau. Rồi bây giờ chào tạm biệt hai bạn đi. Dạ, chào hai bạn ạ. Có gì ra ngoài liên lạc nha. Ở đây quay thêm 8 tiếng nữa. Dạ. 8 tiếng nữa nha. Rồi, cảm ơn Nhật Minh. Dạ, cảm ơn em. Và bây giờ sẽ là cái phần rất là dễ thương, đó là phần thử thách của chàng. Ba bạn trai còn lại đã bốc thăm ngẫu nhiên về thử thách của mình. Bạn đầu tiên sẽ là thử thách về nghệ thuật, bạn thứ hai sẽ là trả lời nhanh trong vòng 60 giây và bạn thứ tư cũng là thực hiện một phần biểu diễn nghệ thuật nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên của bạn thứ nhất. Xin mời. Tuyệt vời. Em đã đi hát chưa? Dạ có ạ. Trước sau cũng nổi tiếng thôi, từ từ. Tự tin sân khấu lắm, sáng tài, hợp lý. Sao lúc này không hát một bài em sáng tác? Những bài hát sáng tác thì em đang trong quá trình hoàn thiện ạ. À, là em mới bắt đầu sáng tác thôi? Dạ không, em mới sáng tác rất là lâu rồi, nhưng mà em có những bài hát thì em đã đẩy cho những bạn khác hát, nên là em không hát lại được ạ. À, là mình không được phép sử dụng. Dạ. Thấy chưa, anh giữ lại người nó quá ấn tượng luôn. Rồi nhớ đẩy bài anh nhẹ nhẹ cái, anh thiếu quá, chị Hương nhắc hoài. Dạ, đối với anh thì em sẵn sàng. Và tiếp theo là phần thử thách của chàng trai thứ hai, hỏi đáp nhanh trong vòng 60 giây. Xin mời. Ok. Chào em, cha. Hé hé thôi là thấy mặt sáng tài ha, đẹp trai, cười tươi. Đẹp trai lắm chứ bộ. Em có 60 giây và câu hỏi đó chị quanh quẩn trong những cái cuộc hội thoại nãy giờ. Em sẵn sàng chứ? Ok, 60 giây bắt đầu. Cô gái muốn có mẫu bạn trai chững chạc trưởng thành tên là gì? Trà My. Cô gái hát bài hát tình yêu màu nắng tên là gì? Trà My. Bà nội của Ngọc Hân thích ăn món gì? Bà nội của Ngọc Hân. Nhà Trà My có mấy anh chị em? Hai. Cô gái không thích kịch kinh dị tên là gì? Ngọc Hân. Trà My thích chó cưng là giống chó nào? Alaska. Câu em không trả lời được là bà nội thích ăn món gì đúng không? Đúng. Cũng đúng thôi, quan tâm bạn gái đúng chứ. Đúng rồi, xa quá, vậy từ từ khi nào cũng vớt được cháu bà nội rồi. Dạ đúng rồi. Giờ nói nhớ về hai người bạn là được rồi. Lẹ, nhanh nhớ về những người bạn mình nói mà còn dư 30 giây. Quá xuất sắc, cất vô trong liền, Vinh, cất vô liền. Không, để hỏi cái giờ ra đây nhìn ấn tượng gì không? Ai là My, ai là Hân, ai là Hương? Ai là Hương? Hương đẹp nhất ở đây rồi. Hương đẹp nhất ở đây rồi. Trời đất ơi. Nhỏ mới bị lớn biết xạo rồi. Hân bên tay, Hân bên này. My bên này. Dạ, rồi. Tinh tế quá. Giữ lại là đúng rồi. Cảm ơn em. Dạ. Đã tạo ấn tượng rất tốt. Đã chúng ta gặp lại. Ok. Và bây giờ sẽ là phần thử thách của bạn trai ở vị trí thứ tư. Xin mời. Yeah.
vàng, hứa sống phố khi một vàng. Đời đâu em đau trong dịp sâu khi quay phía dưới anh em màu. Baby don't let you be girls and taxi. Nhìn đã chung con tim của em chẳng mong hơn một tiếng đồng. Sao em như thế, em vui trong từng cơn mê. Trong phút thăng hoa em quên luôn con đường về. Nhìn nó đi em, chẳng giác em tạc xa. Gió không em, em còn lời đứng yên gì. Sống trong đường nào đó, đợi anh về điều đó. Đời sao em mà trôi những yêu thương. Bước trên đoạn đường mưa, chúc anh đẹp vàng thưa. Tại sao em mà trôi những yêu thương. Tell me why, tell me why. Tell me why you want me great, baby. Tell me why, tell me why. Tell me why you want me back, baby. You want me back, baby. Walk on, walk on, walk on, walk on, walk on. Nơi đó bước chân em vội vã, tìm về chỗ nào quá ôn hòa. Con đường mình mong thì sẽ có một lúc nào đó em vấp ngã. Không có ngày tương phùng em à, không có cơ hội khác đâu mà. Có cả đến trăm nghìn ngàn sẽ đã chọn một lối với một điều lý lẽ và đó là với xuyên qua màn đêm, với chuyện đời mình không êm đềm. Một bề một chút nhiều lãng, mọi thứ trôi vào dị vãng. Từ đâu khuôn mặt xinh tươi với đôi môi em cười. Và ngày mai đã sẽ tắt một đôi lệ sẽ lạnh ngắt. Baby, baby, sống trong đường nào đó, nói anh về điều đó. Tại sao em mà trôi như yêu phiền. Bước trên đoạn đường mưa, chút anh đẹp vàng thưa. Tại sao em mà trôi như yêu phiền. Tell me why, tell me why. Tell me why you want me, baby, baby. Tell me why, tell me why. Tell me. One, two, three, go! Kiếm mà mấy bạn ca sĩ hát hay không à? Quá sung, quá tuyệt vời. Quá sung luôn. Làm cho mấy vị khán giả của tôi là ngồi không yên luôn. À, dữ dội. Hát bao năm rồi? Em tạm ngưng hát được khoảng tầm 1.5 năm và em bắt đầu đi hát lại được nửa năm. Tại sao ngưng vậy? Là do trước đó thì kiểu mình đam mê nhưng mà mình không có con đường rõ ràng á. Cho nên là em đã từ bỏ và em về quê. Và sau đó có một cái cột mốc đáng nhớ là khiến cho em muốn quay lại với âm nhạc. Em có thể chia sẻ được không? Cái lần đó em casting đậu và sau đó em xong ca với Đức Phúc. Và sau đó được cái việc đó cho nên em bắt đầu quay lại. Còn biến cố nào mà em ngưng lại? Một phần là do lúc đó là ba em bệnh. Nhưng mà ở nhà em chỉ có ba với em thôi mà em còn nhỏ. Cho nên em về nhà. Và lúc mà về nhà rồi thì ở cái quê của em thì cái việc mà nghệ thuật nó không có được phong trào tốt. Mình không có hoạt động nhiều, mình cũng dạ, sẽ ngủ đi ha. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn em. Gây ấn tượng vậy là quá dữ dội rồi. Không cần nói gì thêm. Dạ cảm ơn. Rồi vào trong chờ đợi thôi. Hai bạn nữ họ sẽ giữ nguyên cái phần ấn tượng của mình hay là sẽ có thay đổi đây? Chúng ta hãy cùng người dây lao trong một ít phút nhé.
tần số tình yêu. Và đây là lúc hai bạn gái sẽ đưa ra quyết định của mình là bạn ấn tượng với ai. Dạ em ấn tượng với anh số 4. Dạ mời giữ lại bạn số 4. Rồi Ngọc Hân, em vẫn quyết định ấn tượng với lại anh số 2. Em muốn tìm hiểu sâu hơn Dạ mời đèn của bạn số 2. Vậy thì trước khi gặp gỡ anh chàng số 1, mời hai em lên sân khấu quay mặt gương lại đây. Chúng ta sẽ coi hình ảnh thật của ba anh chàng. Mời hai bạn. Không được quay lại màn hình ha. Rồi mời ba bạn mình. Xin mời. Số 1 sao các bạn? Số 2. Số 4. Là như nhau. Dạ quý vị ơi, khán giả là khán giả gia đình y như nhau. Dạ thôi thì tắt ba cái màn hình đi mà hai em về đây. Mời gặp gỡ anh chàng số 1. Chúng ta của khi đó, mỗi lần cãi vã là mỗi lần đem duyên phận ra làm cái cớ hoàn hảo ngụy biện cho sự thay lòng. Buồn không? Có chứ. Tiếc không? Tại sao không? Nhưng có đúng lúc không? Câu trả lời lại là có. Buông tay đúng thời điểm để đón nhận cái nắm tay khác tuyệt vời hơn, ấm áp hơn và cả dài lâu hơn. Sáng láng đẹp trai, sáng tác hay, hát hay. Khán giả hai bên là nói anh ơi cho em thấy Facebook đi kìa. Có thể là đây không rung động như hai bên đây rung động hết rồi. Đó là làng. Em đã bắt đầu sáng tác từ bao lâu và em đam mê như thế nào? Dạ em bắt đầu sáng tác cách đây 2 năm. Một cái biến cố thì em bắt đầu dạ không ạ, rất là nhiều thứ trong cuộc sống của em nó bị đảo lộn. Em bắt đầu em viết những cái cảm xúc của mình lên những tờ giấy. Em có thể nói rõ hơn về cái đảo lộn nếu như mà tiện. Cách đây chừng 3 năm thì gia đình em có biến cố là ba mẹ em ly dị. Thì đó là em phải ra sống một mình. Thì cuộc sống của em nó thay đổi tất cả mọi thứ. Thì em bị sốc lúc đó rất là nhiều. Nên là em không có cái gì để mà nương tựa vào để mà chia sẻ. Thì em mượn những cái cảm xúc trong đầu, những cái dòng nhạc và những cái lời thơ trong đầu thì em viết ra. Em đã học qua sáng tác không? Hay là chỉ là cảm nhận của em? Dạ, thì hiện tại em muốn phát triển sâu hơn nên em đang đi học ạ. Và trước đây là những bài hát của em là theo cảm hứng thôi. Dạ. Không biết là đã có ai truyền cảm hứng cho em cái đam mê này không? Hay là tự em cảm nhận ra? Dạ có, em có một người chị. Người chị này hồi xưa là từng là ca sĩ trong band của em. Thì chị này sáng tác rất là hay. Thì vô tình em có một đợt đi cà phê cùng chị thì em nghe được bài hát có tên là Thương Anh Thương Cả Vết Sẹo Sâu Lưng. Bài hát rất là hay và tình cảm. Thì từ đó em nghe cái ca khúc của chị thì em bắt đầu cảm hứng sáng tác, lưu giữ nó tới bây giờ. Thế mạnh của em về âm nhạc là thể loại gì? Những cái nhạc mà liên quan tới smooth và chill. Em viết R&B và pop và ballad. Ok, deep house rồi chắc cũng ổn hả? Hai em có muốn chia sẻ gì với một anh chàng nhạc sĩ trẻ không? Chà Mi, em thấy anh còn trẻ mà anh rất là giỏi, anh có thể sáng tác rồi anh hát rất là hay. Em thực sự rất là ngưỡng mộ anh. Hân ơi, anh có một ý chí trải qua biến cố nhưng mà anh là một người rất là chững chạc. Chúc anh thành công trong cuộc sống. Tiếc là không đến được với nhau, không tìm được tần số với nhau, nhưng mà không sao hết. Chúc bạn thành công nhé. Xin chào. Và bây giờ sẽ là vòng bí mật của nàng. Chúng ta hãy cùng khám phá hai chiếc điện thoại của hai bạn này nha. Xin mời. Chắc là cho chị xem thử cái màn hình của bạn Ngọc Hân ha. Đẹp quá. Rồi lướt màn hình ngang nè. Báo thức đi được không? Dạ được ạ. Coi con gái cưng thường có mấy giờ dậy? 7 giờ sáng là sáng nay còn. 7 giờ sáng. Còn bình thường là 4 giờ chiều ngủ dậy. Các chị biết chế độ 4 giờ là 5 giờ, 6 giờ. Dạ 4 giờ là em cài để tới giờ đi chợ nấu cơm ạ. Đó cơm tối đó. 4 giờ đi chợ. Vậy là 18 giờ chắc là giờ ăn cơm hả? Giờ ăn phải không em? Ở dưới em ghi chữ sale đồ là em có bán hàng online. Giờ đó là em hẹn với người ta là lên sale đồ. À đúng rồi. Xin vậy là bán online là đắt lắm đây. Rồi bây giờ thoát ra nha. Cho chị xem một chút xíu hình ảnh nếu có thể chia sẻ được nè. Chó có hình bà nội không? Dạ không ạ. Em về chụp bà nội nha. Dạ. Con chó hay mèo đó? Con mèo. Con mèo. Thấy cưng dễ sợ. Mèo này của ai đây? Dạ hình trên mạng. Đây là chị họ của em ạ. Nên muốn hỏi Hân là Hân có vẻ thích xoái ca đúng không? Đẹp trai. Cái đó là thần tượng thôi. Ví dụ người thích Hân đâu không có ngoại hình ưa nhìn như idol của Hân thì Hân liệu Hân có muốn quen không? Người ta hiểu tâm lý mình. Còn ngoại hình thì Hân không có quan trọng lắm. Nhà Hân có ai là người Bắc không? Có, bà nội Hân với lại mẹ Hân là người Bắc. Hân có thích người Bắc không? Hân rất là thích người Bắc, cực kỳ thích người Bắc luôn. Tại sao? Tại vì giọng nói hay, đa số là em thích
rất là thích giọng Bắc. Em có thích Ninh không? Dạ thích em mới chọn chứ. Vậy đó, nói gì cho vui. Bây giờ tới cái điện thoại của Trà My đi ha. Trà My, em đi đâu mà em bận bộ đồ màu xanh vậy, dễ thương vậy? Dạ em mới đi quân sự về. Dạ tưởng là mà đang mùa hè thì đi mùa hè xanh chứ. Em đi quân sự thì nó có nhiều kỷ niệm nên em muốn để này để lưu giữ kỷ niệm à. Em có kỷ niệm nào vui với cái dịp này không? Dạ có, là mỗi tối thì mấy bạn em thường, tại vì khoa tụi em là khoa thanh nhạc, cho nên là mỗi tối là mấy bạn thường hay đàn xong rồi mở nhạc ở trên mấy cái dãy hành lang rồi hát hò rồi nhảy múa tùm lum hết trơn. Rất là vui. Em mê đọc truyện à? Em thích đọc truyện gì? Dạ truyện tranh. Bạn nam số 4 ơi, bạn có thích đọc truyện không? Dạ có chị ơi, em xem truyện tranh với lại em xem hoạt hình của Nhật Bản rất là nhiều. Gì? Bạn có hay ghi chú lại gì? Dạ có. Cho chị coi ghi chú nếu không có gì mà ghê gớm nha. Nhóm B. Dạ cái này là ghi chú là mấy cái trong lớp học thanh nhạc của em à. Hết hồn tưởng nghe ghi nhóm máu. À, bên em là biển rộng là cái tông thôi đúng không? Dạ. Có quên được đâu. Dạ cái đó là tên bài hát. Trà My ơi, em thường gọi cho người nào nhất? Em thường em ít gọi điện thoại lắm. À nhắn tin thôi. Vậy thì em hay tâm sự với ai? Em tâm sự với em trai em, kể mấy cái chuyện bình thường em đi học hay sao sao đó em kể với nó. Lớn dạ. Chưa nhỉ? Bao nhiêu tuổi? Em trai em thua em 6 tuổi à. Có cho chị xem hình thằng bé 14 tuổi đó được không? Dạ để em lấy hình rõ mặt hơn. Này anh lém quá trời, ba má này chắc là đang cái tuổi này ba má phải đi làm đúng không, ít chia sẻ cho nên hai chị em thân hơn. Xem vài tấm hình em đang làm gì, cầm cái gì chết sầu riêng hả? À con chó con, em chó này của em hay là em thấy nó ngoài? Dạ nó thấy ngoài đường cái xong nó chạy theo em luôn. Dễ thương quá. Đây là cháu em à. Trời cưng quá à. Trước khi bạn Ninh và bạn Trí đưa ra quyết định cuối cùng, mời hai bạn khám phá hai cái điện thoại với sự cho phép của hai bạn nữ Ngọc Hân và Trà My. Trong lúc đó chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Vì trở lại với tần số tình yêu và ít phút hồi nãy thôi, nhưng mà sự rất là quan trọng với hai chàng trai. Và bây giờ là thời khắc quan trọng, sau khi khám phá cái điện thoại rồi, hiểu người bạn mình một ít rồi, bây giờ xin mời hai em cùng với chị và anh Trương Thế Vinh lên đó và mời hai bạn nam bước ra để coi hai bạn nam có gọi cho mình hay không nha. Mời hai em. Mời Ngọc Hân đưa điện thoại ra phía trước. Và chắc là nãy giờ cũng đã suy nghĩ rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ đếm ngược thử ha. 10 Ví dụ người thích Hân đâu không có ngoại hình ưa nhìn. Người ta hiểu tâm lý mình, còn ngoại hình thì Hân không có quan trọng lắm. Dạ thích em mới chọn chứ. Bắt máy đi em, nghe đi em. Hello. Ninh gọi Hân có bất ngờ không? Dạ không. Không bất ngờ luôn. Đoán chắc là Ninh sẽ gọi hả? Rồi xây lại đi, xây lại nè. Đẹp quá trời. Hai đứa này đẻ con ra vô bệnh viện khỏi mở đèn, sáng chân luôn. Thật ra thì Ninh nghĩ là Ninh sẽ bị loại vòng đầu tiên á. Tại vì ba bạn đầu đây là ai cũng có tài. Hai bạn hát hay, một bạn khiếu hài. Ninh thì rất là bình thường. Ninh cũng muốn tìm hiểu hơn. Xin nắm tay một cái cho ấm áp coi. Cặp đầu tiên. Vâng, hai bây giờ. Cặp đó đẹp quá. Bây giờ đến giờ khắc bên em, bạn Trí suy nghĩ và bạn My thì đưa điện thoại ra ngoài. Chúng ta đến ngược ha. 10 Cho anh hỏi Trà My là mẫu người lý tưởng của em thích là như thế nào á? Dạ em thích con trai trưởng thành, chân thành với lại lạnh lùng. Anh cũng không nghĩ là anh có đủ lạnh lùng đối với em hay không, nhưng mà anh cũng cảm ơn câu trả lời của em. Dạ. À, có gọi mà. Ok, nghe đi em. Hello. Hello, có phải em tên My không á? Dạ phải. Em nhà ở đâu á? Em nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, vậy em ở cùng thành phố với anh rồi đó. Vậy mình đi chơi nha. Dạ.
quá xa. Quay qua nói với bạn My cái gì nè, hai đứa quay lại nhìn nhau nè. Em học năm mấy ở bên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật à? Dạ, sang năm là em chuẩn bị qua năm 2. Em sắp qua năm 2. Thì bạn của anh học bên trường đó cũng nhiều, cho nên có thể là bạn chung của em cũng có thể là bạn chung của anh, cho nên mình nghĩ là mình có thể đi chơi rất là thoải mái. Xin nắm tay. Kỳ lắm. Bắt tay đi anh, bắt tay. Bắt tay với hai người nghệ sĩ. Tụi anh tần số tình yêu chứ không phải tần số bạn bè. Hiện tại em không có muốn khẳng định cái gì nhiều quá. Chúng em đã có số điện thoại với nhau, có thể chúng em sẽ bắt đầu liên lạc từ sau chương trình này. Là rung tần số thôi, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mới tới tần số và chưa tính tình yêu. Mình từ tìm chị. Hiểu ha. Hôm nay Diệt Hương và Trương Thế Vinh đã làm đầy đủ được cái vai trò là ông mai bà mối. Kỳ nào có tới cái giai đoạn này chúng tôi cũng hồi hộp, rung như là mình được tỏ tình vậy đó. Khi mà kết hợp được một cặp nào đều vui. Và hôm nay chương trình rất là tinh tế khi làm một cái trái tim bằng thủy tinh. Thường là cái này mình phải trân trọng, cầm cùng nhau để đừng có vỡ. Chị mong là hai em cũng cầm cùng nhau cho tính cuối, để sau này đến ngày cưới để cái trái tim này lên luôn trong đây, cái bánh cưới ha. Vâng thưa quý vị, như vậy là chúng tôi lại may mắn ghép đôi được thêm hai cặp nữa. Và xin chúc họ sẽ được nở rộ tình yêu. Vâng, chương trình Tần số tình yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau. Trước khi xa anh đêm nay lại gần bên nhau, vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh, lại đây bên anh,